Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức thú vị có trong ngày. Lấy chồng giàu từ trước đến nay vẫn luôn là niềm mơ ước của rất nhiều chị em phụ nữ, thậm chí là cả các ngôi sao đình đám hoa ngữ. Tuy nhiên thì nhìn vào số phận của những ngôi sao này khi bước vào cửa hàng môn thì mới thấy rằng không phải cuộc đời của ai cũng phủ đầy hoa hồng. Thứ nhất, Chu Lệ Dĩnh, nàng dâu nông thôn chinh phục mẹ chồng khó tính. Chu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong nên duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc. Có thể nói đây là cặp đôi thị phi của showbiz hoa ngữ khi giấu kín chuyện hẹn hò, rồi bất ngờ khiến fan ngã ngửa khi tuyên bố kết hôn và sinh con. Thời điểm nữ diễn viên họ Triệu sinh quý tử đầu lòng cho nhà họ Phùng, nhất cử nhất động của cô đều được theo dõi. Xuất thân trong gia đình nông thôn, không được học hành đến nơi đến chốn, nên khi trở thành người nổi tiếng, ngôi sao Trung Quốc được gả vào hào môn lại trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng. Báo giới nhiều lần đặt ra nghi vấn Chu Lệ Dĩnh dùng bụng bầu ép Phùng Thiệu Phong phải cưới mình. Trong suốt thời gian từ lúc sinh con ở bệnh viện tới lúc ở cữ, Chu Lệ Dĩnh hoàn toàn được mẹ ruột chăm sóc, hoàn toàn không thấy bóng dáng của bố mẹ Phùng Thiệu Phong đâu. Mặc dù vậy, sau này khi biết Chu Lệ Dĩnh là cô gái tốt lại rất nỗ lực và chân thành, mẹ của Phùng Thiệu Phong đã chấp nhận Chu Lệ Dĩnh làm con dâu. Không ít lần cánh phóng viên bắt gặp Chu Lệ Dĩnh sau khi tan ca đi thẳng về biệt thự của bố mẹ chồng, chứ không quay trở về nhà mình. Điều này chứng minh mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng đã trở nên rất tốt đẹp, khác hẳn ngày trước. Thứ hai, Quách Bích Đình từ nữ thần châu Á trở thành bà bầu kém sắc. Yêu nhanh, cưới vội, mỹ nhân gợi cảm nhất xứ đài trở thành con dâu của chùm xã hội đen nổi tiếng nhất nhì Hồng Kông Hướng Hoa Cường. Những tưởng gả vào hào môn, người đẹp 8X sẽ có cuộc sống lên hương. Nào ngờ trước khi cưới, mẹ chồng Trần Lam đã phát biểu hai vợ chồng trẻ không được chia tài sản gì khi ba mẹ chồng vẫn còn khỏe mạnh. Từ khi kết hôn, cuộc sống của người đẹp họ Quách trở nên thị phi hơn bao giờ hết. Nữ diễn viên thường xuyên bị gia đình chồng thúc giục sinh con và bị mẹ chồng quản lý sát sao về mọi mặt. Những lời hứa hẹn lãng mạn của hướng tả không hề giống với cuộc sống hiện thực xót xa đến rơi nước mắt của Quách Bích Đình. Ngay sau đám cưới thì Quách Bích Đình đã nhiều lần bật khóc vì thái độ lạnh nhạt của chồng, kể cả trên sóng truyền hình. Người đẹp hiện tại đang mang thai nhưng không hề có chồng bên cạnh. Giới truyền thông có lần bắt gặp diễn viên Tiểu Thời Đại bầu vượt mặt đi lang thang trên phố trong bộ dạng tiều tụy và gương mặt kém sắc. Thứ ba, Hề Mộng Giao, con đường trở thành máy đẻ trong sự coi thường của nhà chồng. Là thiên thần của Victoria's Secret, là siêu mẫu nổi tiếng trên sàn catwalk thế giới, là hình mẫu trong mơ của bao nhiêu chàng trai. Ấy thế mà con đường vào danh gia vọng tộc của cô không hề dễ dàng chút nào. Là người con dâu thị phi nhất của bà Tư Lương An Kỳ và vua sòng bạc Macau, nhất cử nhất động của Hề Mộng Giao đều được chú ý. Truyền thông loan tin cô là quân cờ trong cuộc chiến giành tài sản của gia đình Hà Du Quân. Nhờ sinh cháu đích tôn, cô giúp chồng được chia thêm gia sản. Khi vừa sinh con, ngay trước cửa phòng bệnh, mẹ chồng siêu mẫu đã ra giá yêu cầu cô phải sinh ít nhất 3 đứa con. Trong một lần trả lời phỏng vấn thì bà Tư Lương An Kỳ nói rằng bà không biết cô là ai, chỉ biết cô mặc quần lót đi đi lại lại trên sân khấu. Lời lẽ vô cùng khinh miệt và coi thường. Nhiều thông tin cho biết hình tượng con dâu lý tưởng trong lòng bà Tư nhà chùm sòng bạc Macau chính là Siêu Anna, con gái của tỷ phú Hawaii đình đám Trung Quốc Nhậm Chính Phi. Chính vì thế, dù là mẹ của cháu đích tôn đời thứ 5 nhưng siêu mẫu nội y lại phải sống trong khách sạn, không được bước chân vào bất cứ bất động sản nào của nhà họ Hà, thậm chí kế hoạch quay lại showbiz của cô cũng bị nhà chồng ngăn cản. Mẹ chồng đã vậy, ngay cả chồng cũng chẳng hơn. Hà Du Quân là khách quen của các hộp đêm ở Hồng Kông và thường xuyên bị bắt gặp đang chơi bời với những cô gái nóng bỏng. Thứ tư, Vương Diễm, quỳ gối rửa chân cho mẹ chồng. Nổi tiếng với vai công chúa tình nhi trong Hoàn Châu Cách Cách, Vương Diễm trở thành cái tên được nhiều người biết đến và có con đường sự nghiệp trải rộng. Thế nhưng khi sự nghiệp có bước đột phá, cũng là khi Vương Diễm quyết định lập gia đình. Cô kết hôn với Vương Chí Tài, một trong những tỷ phú bất động sản có tiếng tăm nhất ở Bắc Kinh. Cô chấp nhận cuộc sống mới và rút lui khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình. Thế nhưng ai ngờ, đây lại là mở đầu cho cuộc sống đau khổ của cô ở chốn nhà giàu. Không chỉ bị con riêng của chồng coi thường mà còn bị mẹ chồng đày đọa. Tiết lộ trong một show truyền hình, Vương Diễm cho biết mẹ chồng cô là hoàng tộc nhà Thanh chính gốc. Mỗi ngày người đẹp đều phải quỳ xuống rửa chân cho bà. Trước mặt mẹ chồng cô luôn phải diễn vai người làm, thậm chí khi nói chuyện cũng phải hết sức cung kính. Bởi lẽ mẹ chồng cô chẳng khác nào lão Phật gia trong nhà. Chính ngay ông xã Vương Diễm cũng thừa nhận, mẹ tôi là hậu duệ của hoàng tộc rất khó tính. Vương Diễm thì giống như tình nhi Cách Cách ngoài đời thật vậy. Sống trong nhà tôi cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Thứ năm, An Dĩ Hiên, cuộc sống hạnh phúc như nữ hoàng.
Trước khi tiến tới hôn nhân với đại gia Trần Vinh Luyện, An Dĩ Hiên được nhiều người biết tới với gia thế vô cùng hoành tráng. Gia đình của nữ diễn viên ở Đài Loan không chỉ giàu có mà còn rất thế lực, thậm chí còn có tin đồn phía sau An Dĩ Hiên có thế lực của giới xã hội đen. Sau khi kết hôn thì Trần Vinh Luyện rất yêu thương và chiều chuộng sao nữ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, không chỉ mua một căn hộ cao cấp là nhà tân hôn tại Macau. Khi An Dĩ Hiên sinh con, Trần Vinh Luyện còn nhanh chóng mua thêm một căn khác liền kề và thiết kế lại. Ngoài ra, chồng đại gia của An Dĩ Hiên còn bỏ ra tới 7,7 triệu đô la Mỹ để mua thêm 4 căn hộ sang trọng khác làm quà tặng vợ. Hiện tại, mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký đang mang thai bé thứ hai, dự kiến sẽ lâm bồn vào cuối năm nay. Thứ 6, Từ Hy Viên, bệnh tật quấn thân để sinh con cho nhà chồng. Cùng chung số phận làm máy đẻ cho gia đình hào môn còn có đại S Từ Hy Viên, ngôi sao tiếng tăm của làng giải trí Đài Loan. Sau khi kết hôn với thiếu gia Bắc Kinh Uông Tiểu Phi vào năm 2010, nàng son thái của vườn sao băng luôn nỗ lực tìm mọi cách để mang thai nhưng không thành công. Tự giảm bớt khối lượng công việc, cố gắng chăm sóc sức khỏe tới từ bỏ thói quen ăn chay suốt mười mấy năm, thế nhưng nữ diễn viên vẫn mãi không có tin vui. Việc không thể sinh nở khiến đại S chịu sự ghẻ lạnh từ phía gia đình nhà chồng, thậm chí mẹ chồng cô còn gây áp lực nhằm ép nữ diễn viên phải chủ động ly hôn. Về phía ông xã Uông Tiểu Phi cũng nhiều lần bị báo chí bắt gặp hẹn hò cùng gái lạ. Mãi đến năm 2014, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đại S mới sinh được một bé gái. Dù đã có con gái, vậy nhưng gia đình Uông Tiểu Phi vẫn yêu cầu đại S phải có thêm một quý tử để nối dõi tông đường. Ở tuổi 40, cô lại tiếp tục mạo hiểm để mang thai. Tuy nhiên, sau khi sinh được con trai, sức khỏe của Từ Hy Viên đã bị ảnh hưởng khá nặng nề và thường xuyên lên cơn động kinh. Ngoài ra, cô còn bị di chứng mất trí nhớ tạm thời. Thứ 7, Trương Gia Nghê, không được phép gọi mẹ chồng là mẹ. Sau khi tỏa sáng lần nữa với vai Thuận Tần trong Diên Hy Công Lược, Trương Gia Nghê và ông xã Thiếu Gia Mãi Siêu trở thành đề tài được nhiều người quan tâm. Người ta thường suýt xoa ghen tị với Trương Gia Nghê khi có hai cậu con trai kháu khỉnh khỏe mạnh và được ông xã cưng chiều như công chúa, tận hưởng cuộc sống giàu có hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trong một chương trình, Trương Gia Nghê đã lỡ miệng tiết lộ sau ngần ấy năm kết hôn, cô vẫn gọi mẹ chồng là dì chứ không được phép gọi là mẹ. Cặp đôi hiện tại cũng vẫn chưa được tổ chức đám cưới. Trước những phản ứng tiêu cực của cư dân mạng, Mãi Siêu đã phải ra mặt để phủ nhận việc mẹ mình hát hủi Trương Gia Nghê. Không thay đổi cách xưng hô không có nghĩa là quan hệ không tốt, gia đình tôi rất hòa thuận, hy vọng mọi người không cần biện tin xuyên tạc. Đồng thời thì Mãi Siêu cũng hứa hẹn, tôi sẽ dành cho cô ấy một đám cưới thật hoàn mỹ, còn khi nào thì Mãi Siêu không nói rõ. Chỉ biết điều mà Trương Gia Nghê đau đáu suốt nhiều năm nay chính là có một đám cưới của riêng mình. Vậy còn đối với bạn thì bạn có suy nghĩ như thế nào về vấn đề trên? Và đừng quên để lại những bình luận bên dưới comment cho chúng mình được biết nhé. Chúng mình là Tốt Sao Hoa và đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.